Hi everyone, xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Trong phần học trước, chúng ta đã được học về phần A Closer Look One và trong phần A Closer Look One, chúng ta đã được tìm hiểu một số từ vựng liên quan đến đặc trưng ở cuộc sống ở thành phố cũng như là học cách nhấn âm ở những đại từ trong câu đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần A Closer Look Two. Và trước khi bước vào phần A Closer Look 2 thì các em cần chuẩn bị cho cô hai quyển sách, đó là sách học sinh và sách bài tập tiếng Anh lớp 9. Ở phía sau bìa 4 của hai quyển sách này các em sẽ thấy có đính kèm phần mềm IC Books. Đây là phần mềm sẽ giúp các em có thể tự làm bài, tự kiểm tra đánh giá năng lực của mình và tự ôn lại các kiến thức mà các em đã học ở trên lớp. Nếu bạn nào chưa có hai quyển sách này thì các em có thể truy cập vào trang web www.icbooks.vn để nhận được sự hỗ trợ nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần từ vựng trước khi bước vào phần A Closer Look 2 ngày hôm nay. Đối với phần grammar trong A Closer Look 2 ngày hôm nay thì các em sẽ được học về hai mẫu ngữ pháp, ôn tập lại hai mẫu ngữ pháp, đó là hình thức so sánh của tính từ và thứ hai là hình thức so sánh của trạng từ. Bên cạnh đó các em cũng sẽ được học thêm một số cụm động từ phrasal verbs. Và trước khi bước vào phần ngữ pháp ngày hôm nay thì các em cùng xem qua cho cô hai từ vựng mới mà chúng ta sẽ gặp ở trong bài. Từ vựng đầu tiên đó là skyscraper, đó là các tòa nhà trọc trời. Skyscraper, 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 các tòa nhà trọc trời. Và từ vựng thứ hai đó là chỉ đến sự tắc nghẽn giao thông, sự tắc đường, ta có từ traffic jam, traffic jam, traffic jam. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào phần ôn tập ngữ pháp của ngày hôm nay. Đối với hình thức so sánh hơn của tính từ, các em còn nhớ về so sánh hơn không nhỉ? Nếu từ đó là một âm tiết, one syllable, thì các em chỉ cần thêm er vào phía sau của tính từ đó, ví dụ như higher, shorter, simpler. Đối với từ simpler, nó đã được kết thúc bằng letter e, vì vậy các em chỉ cần thêm letter r vào đằng sau, ta có simpler, đơn giản hơn. Hoặc ví dụ như one syllable, nhưng trường hợp đó kết thúc bằng một nguyên âm cộng với một phụ âm, one consonant and one vowel, thì các em phải gấp đôi cái phụ âm ở cuối lên và sau đó thêm er vào phía sau, ví dụ như big thì sẽ thành bigger, thin thì thành thinner, hot thành hotter. Chúng ta cần gấp đôi phụ âm ở cuối. Đối với các trường hợp tính từ kết thúc bằng letter y, kết thúc bằng chữ y dài, thì các em sẽ biến nó thành letter I, biến nó thành y ngắn. Và sau đó các em sẽ thêm er vào phía sau, ví dụ như happier, easier, healthier, khỏe mạnh hơn. Hoặc các từ đó là các tính từ trên hai âm tiết, two or more syllables, thì các em chỉ cần thêm more vào phía trước. Ví dụ như famous, hai âm tiết, two syllables, các em sẽ thêm more, more famous, more creative and more beautiful, đẹp hơn. Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ có một số trường hợp đặc biệt, đó là các tính từ bất quy tắc, irregular adjectives, các tính từ bất quy tắc. Thì đối với các tính từ này các em chỉ việc học thuộc theo, ví dụ như good là tốt, tốt hơn sẽ là better, bad là tệ, xấu, tệ hơn, xấu hơn sẽ là worse, và little, ít, ít hơn sẽ là less. Đó là các trường hợp đặc biệt. Còn đối với dạng thức so sánh hơn của adverbs, của trạng từ, thì chúng ta sẽ lưu ý là nếu từ đó kết thúc bằng đuôi ly thì các em chỉ cần thêm more vào đằng trước, ví dụ như more clearly, một cách rõ ràng hơn, more happily, một cách hạnh phúc hơn, less easily, ít dễ dàng hơn, một cách ít dễ dàng hơn. Hoặc đối với các từ, các trạng từ mà có cùng dạng với tính từ thì chúng ta chỉ cần thêm er vào phía sau, faster, earlier hoặc là harder, khó hơn. Cũng như tính từ thì trạng từ cũng sẽ có một số trạng từ bất quy tắc, irregular adverbs. Ví dụ như wealth thì chúng ta sẽ biến nó thành better, một từ mới. Badly thì nó sẽ thành worse, và much thì nó sẽ thành more, nhiều hơn. Và đối với các dạng thức này thì các em cần lưu ý cho cô 3 điều. Thứ nhất, đối với dạng so sánh hơn của tính từ thì để thể hiện, nhấn mạnh cái sự khác biệt của dạng so sánh hơn thì các em có thể sử dụng một số từ như từ much, từ a lot, a bit and a little. Các em cùng xem ví dụ sau đây. Ví dụ như các em nói
xem bằng đầu đĩa DVD. Đầu đĩa DVD thì tốt hơn là đầu video cho việc xem phim. Ở đây better là tốt hơn. Ta muốn nhấn mạnh là tốt hơn nhiều thì chúng ta sẽ thêm much vào đằng trước. A DVD is much better than a video for watching films. Hoặc đối với dạng so sánh nhất của tính từ, ta sẽ thêm hai định từ là second hoặc là third ở đằng trước để nhấn mạnh. Ví dụ như Karachi is the largest city. Karachi là một thành phố lớn nhất. Tuy nhiên đây ta muốn nói là thành phố lớn thứ hai thì ta sẽ thêm second vào đằng trước, tính từ so sánh hơn. Karachi is the second largest city. Và lưu ý cuối cùng đó là đối với dạng thức so sánh hơn thì các em có thể nhấn mạnh bằng cách dùng by far ở đằng trước. Ví dụ như China is by far the most populated. Trung Quốc là đất nước đông dân nhất, đông dân nhiều nhất. By far là một hình thức nhấn mạnh ở trong câu này. Và bên cạnh đó, hôm nay chúng ta cũng sẽ được học một số phrasal verbs. Và các em cần lưu ý cho cô phrasal verb thì các em cần lưu ý những điều sau. Phrasal verb là một sự kết hợp giữa động từ và một dạng từ nhỏ ở đằng sau. Lưu ý thứ nhất thì các em cần lưu ý cho cô là đối với phrasal verb, nó sẽ được có những từ nó sẽ không tách biệt ra, ví dụ như set off, look forward to, put up with. Các em cùng xem ví dụ ở dưới đây. We are looking forward to seeing him again. Chúng tôi đang trông chờ để gặp lại anh ấy một lần nữa. Thì các em thấy chúng ta không chèn tân ngữ vào ở giữa. Phrasal verb này giữ nguyên. Và dạng thứ hai đó là các phần ở trong phrasal verb có thể chia ra, có thể phân cách ra. Ví dụ như put something on, turn something or somebody down. Ví dụ như hurry up, put your coat on. Nhanh lên nào, mặc áo khoác vào. Thì chúng ta thấy tân ngữ nó được chèn vào ở giữa đây. Đó là dạng thức thứ hai. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện một số activity trong phần mềm IC Books để ôn lại các kiến thức lý thuyết chúng ta vừa học vừa rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với hoạt động đầu tiên, activity 1 trong phần A Closer Look 2 nhé. 1. Match the beginnings to the correct endings. Trong hoạt động đầu tiên, activity 1 này thì các em cần phải nối đoạn mở đầu match the beginnings với các phần còn lại to the correct endings đối với phần ở phía sau, phần đúng mô tả ở phía sau. Chúng ta có hai cột, cột A, column A and column B. Bây giờ các em phải nối các mệnh đề ở cột A với cột B sao cho phù hợp với nhau. Ví dụ như ở cột A, it's not as. Các em thấy sau khi các em đọc các câu ở bên cột B thì các em sẽ nhận thấy là nó sẽ phù hợp với câu F. It's not as simple as it looks. Trông nó sẽ không đơn giản như là giống như là chúng ta khi chúng ta nhìn. Hay như ở number 2, câu số 2, that skyscraper is one. Cái tòa nhà trọc trời này thì sẽ là một trong những tòa nhà to nhất, cao nhất thế giới. Tòa nhà cao nhất thế giới. Ta sẽ thấy nó phù hợp với câu D. Two, chúng ta sẽ nối được với D. That skyscraper is one of the tallest buildings in the world. Tòa nhà trọc trời này là một trong những tòa nhà cao nhất trên thế giới. Các câu còn lại các em cũng sẽ thực hiện tương tự như vậy và sau khi hoàn thành xong, các em bấm nút Submit để nộp bài và kiểm tra kết quả đúng nhé. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, Activity 2. 2. Complete the text with the most suitable form of adjectives in brackets. Add them where necessary. Trong hoạt động số 2 này thì các em cần phải hoàn thành đoạn văn bên dưới với các dạng đúng, dạng phù hợp của các tính từ được cho ở trong ngoặc. Các em sẽ thêm nó vào các vị trí phù hợp cần thiết. Ví dụ như ở câu đầu tiên, London is one of cities in the world. London là một cái thành phố, một trong những thành phố lớn trên toàn thế giới. London là một trong những thành phố lớn trên thế giới. Vì vậy chúng ta sẽ điền vào đây là dạng so sánh nhất của tính từ ngắn, large, tính từ lớn. Dạng so sánh nhất của nó sẽ là the largest.
có the largest, một trong những thành phố, one of the largest cities, một trong những thành phố lớn. Hay như ở câu số 2, its population, dân số của nó, is a lot smaller than Tokyo or Shanghai. Dân số của nó thì ít hơn so với Tokyo hoặc Thượng Hải. Ít hơn, ở đây ta thấy có than, vì vậy chúng ta sẽ phải sử dụng dạng so sánh hơn của tính từ ngắn. Small là nhỏ, và nhỏ hơn sẽ là, ít hơn sẽ là smaller. Ở đây ta thấy người ta sử dụng a lot để nhấn mạnh trước tính từ small, smaller, dạng so sánh hơn, smaller. Hay như ở vị trí số 3, vị trí trống số 3, ta thấy but it is by far, nhưng mà đến nay nó là điểm du lịch phổ biến nhất, tourist destination, địa điểm du lịch phổ biến nhất. Vậy thì các em nhìn thấy ở đây, chúng ta cần phải sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ dài popular. Ta có dạng so sánh nhất của tính từ dài này sẽ là the most popular, the most popular, so sánh nhất. Và các em thấy by far cũng nằm đằng trước để nhấn mạnh cho sự phổ biến nhất của điểm đến du lịch này. Các vị trí trống còn lại các em cũng sẽ điền tương tự như vậy, và sau khi hoàn thành xong các em cũng bấm nút submit để nộp bài nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 3, activity 3. 3. Look at the conversation in Getting Started Again. Find and underline the phrasal verbs. Trong hoạt động số 3 này, các em sẽ nhìn lại mẫu hội thoại ở trong phần Getting Started một lần nữa, và sau đó các em sẽ tìm và gạch chân những cụm động từ phrasal verbs có trong mẫu hội thoại, đoạn hội thoại này. Một số cụm động từ mà các em có thể dễ dàng nhìn thấy trong đoạn hội thoại có thể ví dụ như là getting over, get over, hay là show me around, showing me around. Cụm động từ show me around, show someone around. Các em tiếp tục tìm các cụm động từ ở bên dưới bài hội thoại tương tự như vậy, và sau khi hoàn thành xong, các em cũng bấm nút submit để nộp bài nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 4, activity 4. 4. Underline the correct particle to complete each phrasal verb. Trong hoạt động số 4, activity 4 này thì các em cần gạch chân dưới những giới từ thích hợp cho mỗi cụm động từ. Ví dụ như ở câu đầu tiên, number 1, the city has recently set up or set off or set out a library in the West Suburb. Cái thành phố vừa mới thành lập, thành phố này vừa mới thành lập một thư viện ở phía tây Suburb. Vậy thì chúng ta thấy cụm động từ thành lập thì chắc chắn set, động từ set phải đi với up, đúng không nào? Giới từ up để tạo thành set up là thành lập. Hoặc là như number 6, câu số 6, the town council, hội đồng thị trấn, decided, đã quyết định, decided to pull up or pull over or pull down the building as it was unsafe. Hội đồng thành phố đã quyết định gỡ bỏ nó, phá hủy cái tòa nhà này bởi vì nó không an toàn cho người dùng, không an toàn đối với người dân. Vậy thì ta thấy ở đây cụm động từ phù hợp, giới từ phù hợp đi với động từ pull, đó chính là pull down, phá hủy, pull down, phá hủy. Và sau khi các em đã hoàn thành các câu còn lại tương tự như vậy thì các em bấm nút submit để nộp bài. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 5, activity 5. 5. Underline the phrasal verbs in sentences and match them to their meaning from the box. Trong hoạt động số 5 này thì các em sẽ phải gạch chân những cụm động từ trong câu, in underline the phrasal verbs in the sentences, gạch chân các cụm động từ trong câu, and match them, và sau đó thì nối chúng với các cái nghĩa của nó, với nghĩa ở trong bảng ở bên dưới, tương tự với bảng ở bên dưới. Ví dụ như ở câu đầu tiên, you don't need the light on in here, turn it off please.
Bạn không cần phải bật đèn ở đây, hãy tắt nó đi, làm ơn. Vậy thì chúng ta thấy ở đây turn it off nó sẽ đồng nghĩa với press the switch. Turn it off nó sẽ đồng nghĩa với turn press the switch, có nghĩa là tắt nó đi. Hay như câu số 2, they offered him a place at the comedy but he turned it out. Họ sẵn sàng cho anh ấy một vị trí ở công ty nhưng anh ấy đã từ chối. Vậy thì chúng ta có động từ từ chối, turned it down. Từ chối nó sẽ phù hợp, nó sẽ tương đương với động từ refuse, từ chối. Ta sẽ điền vào đây là turn it down, từ chối. Hay như ở câu số 3, number 3, the doctor wanted to go over the test results with her patient. Bác sĩ muốn xem xét kỹ lưỡng kết quả kiểm tra với bệnh nhân của mình. Ở đây ta thấy cụm động từ đó chính là go over. Cụm động từ go over. Và cụm động từ go over này nó sẽ bằng nghĩa với động từ examine. Examine là kiểm tra. Ta sẽ điền vào bên phía examine đây là go over. Và sau khi hoàn thành xong, các em cũng bấm nút submit để nộp bài và kiểm tra kết quả nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động cuối cùng, the last activity, activity 6, hoạt động cuối cùng, hoạt động số 6. 6. Read the text and find 8 phrasal verbs, match each of them with a definition from the box. Trong hoạt động số 6 này thì các em sẽ đọc đoạn văn và tìm ra 8 cụm động từ. Các em sau đó các em sẽ nối mỗi cụm động từ với nghĩa thích hợp trong bảng. Ta có các nghĩa ở trong bảng là consider, ví dụ như consider, xem xét, hoặc là ask for a job, yêu cầu, hỏi về một công việc, yêu cầu một công việc, xin một công việc, hoặc là arrive là đến. Sau khi đọc bài ở bên phía bên trái này thì các em sẽ kéo các từ vào vị trí, cộng cụm động từ vào vị trí phù hợp. Các em sẽ bóc ra các cụm động từ trong bài vào vị trí phù hợp ở bên phải này. Ví dụ như put on smart clothes là ăn mặc chỉnh tề, ăn mặc nghiêm túc, đàng hoàng, ăn mặc đẹp. Nó sẽ ngang với cụm động từ dress up. Sarah dress up, ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc, dress up. Hay như động từ arrive là đến, nó sẽ bằng nghĩa với cụm động từ turn up. She turn up, cô ấy đến, cô ấy xuất hiện, nó sẽ bằng nghĩa với turn up. Các em cũng sẽ hoàn thành các câu còn lại, các vị trí động từ và cụm động từ còn lại tương tự như vậy. Và sau khi hoàn thành xong, các em cũng bấm nút submit để nộp bài và kiểm tra kết quả nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần A Closer Look 2, phần grammar của ngày hôm nay. Trong bài học tiếp theo, các em sẽ được học về communication, thực hành nói tiếng Anh. Và trong phần communication tiếp theo thì các em sẽ được thảo luận về một số đặc trưng ở của cuộc sống ở một thành phố. Các em về nhà hãy làm bài tập nhiều hơn thông qua phần mềm IC Books và đừng quên chuẩn bị cho bài tiếp theo nhé. Ok, goodbye, see you.